Ok, hi, xin chào tất cả anh em đã quay lại với mình nha. Hôm nay mình sẽ là biến thành nhật bô độ, chim độ, bô cho các loại xe nha các bạn. Rồi ok, mình sẽ cho các bạn xem loại xe của mình chuẩn bị đổ nha. Rồi ok, con này mình sẽ đổ nha các bạn. Dắt dắt cái xe của tao ra mày, lấy cho thấy cái xe đổ mày. Dắt cái xe quay đó. Dắt cái xe quay đó. Rồi, đây, đây là mình sẽ đổ bô nè các bạn. Nó không phải cái xe quay của mình đâu nha các bạn. Ok, mình sẽ đổ con này. Xe, chiếc xe đạp. Mình sẽ đổ bô lên nha các bạn. Rồi, ok. Mình không nói lên tên liên tiên nữa. Mình sẽ tiến hành vào làm các bước và mình sẽ quay lại sau khi đổ bô nó sẽ như thế nào cho các bạn nha. Ok. Mình test nha các bạn. Mình đổ
sao nghe luôn. Clip của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì để lại một like, một subscribe phía dưới cho mình nha. Nhớ chia sẻ và bấm chuông để nhận nhiều thông báo từ kênh mình nha. Rồi, ok, xin chào tất cả anh em nha.